Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống ở Việt Nam. Xin nhà ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu đến quý vị khán giả và chúng ta cùng quay trở lại với thủ đô Hà Nội nhé. Nhưng mình đến Hà Nội nhiều lần rồi. Thì đúng là chúng ta đến Hà Nội nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn còn có những cái cách thức để chúng ta có thể khám phá nè, vô cùng thú vị về một Hà Nội rất khác nữa. Không tin, xin nhà hãy cùng theo dõi nhé. Vẫn là khu phố cổ Hà Nội với nhịp sống sôi động. Vẫn là những con đường ngập lá vàng rơi. Vẫn cây cầu Long Biên hơn 100 năm tuổi. Vẫn không gian thanh bình, khoáng đạt, mênh mông. Nhưng bạn sẽ cảm nhận Hà Nội rất khác, lạ lẫm và đáng yêu trên hành trình khám phá vẻ đẹp của Hà Nội trên những chiếc xe đạp. Wow! Chỉ điện xe đạp thì được nhìn Hà Nội mới, Hà Nội khác luôn. Thì Hoàng Trí đã nói rồi mà Sư Nha không tin. À quên, Sư Nha có biết đạp xe đạp không? Dạ không, anh chỉ cho em đi. À, chỉ thì mất một thời gian rất là dài đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân ba du khách người Canada cùng với hướng dẫn viên du lịch của công ty Hải Vân Xanh đến với Hà Nội và tham quan cũng như là thưởng thức thêm ở đây nha. Trong không khí tinh khôi mát mẻ của một ngày mới, có lẽ điều tuyệt vời nhất chính là được ngồi trên chiếc xe đạp và thong dong đi khắp các con phố của Hà Nội để cảm nhận nhịp sống sôi động nơi đây. Một hành trình đạp xe khá thú vị ở phía trước đang chờ đón ba du khách nước ngoài này. Ok, follow me, please. Yeah. We are at Đồng Xuân Street. And here's the Đồng Xuân Market. Đồng Xuân Market also is a famous destination. Đạp xe một vòng phố cổ, du khách có thể cảm nhận rõ hơn những ngõ phố náo nhiệt ồn ào mà họ vẫn thường nghe. Cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây diễn ra như một thước phim quay chậm, chân thực và sống động hơn bao giờ hết. Không chỉ được tận hưởng không khí trong lành lúc ban mai, du khách còn được ngắm nhìn rất nhiều biệt thự cổ được xây từ thời Pháp thuộc và các công trình nổi tiếng như nhà thờ cửa Bắc, hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc trên hành trình khám phá. We look at the Dragon Bridge. Now we go there. Vietnamese name is we call Long Biên Bridge. Yes, so now we go there. Long Biên Bridge, it was built by the French people. Long Biên Bridge is one of the oldest bridge in Hà Nội and in Vietnam also. We go to the middle of the bridge, so we can stop. Đạp xe trên cây cầu sắt hơn 100 năm tuổi này, thỉnh thoảng du khách không khỏi ngỡ ngàng khi thấy đoàn tàu hỏa xinh xịch chạy qua trước mặt, làm rung chuyển thân cầu. Đó cũng là trải nghiệm thú vị trong hành trình đạp xe này. Tạm xa không khí náo nhiệt ồn ào của trung tâm Hà Nội, ba du khách Canada này tiếp tục men theo đường đê sông Hồng để đến với thành Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cho đến nay, Cổ Loa vẫn còn giữ được nguyên vẹn không gian, đường nét kiến trúc cho đến những di sản văn hóa, di tích lịch sử cách đây hàng nghìn năm. Một không gian hoàn toàn khác, yên bình và cổ kính mở ra trước mắt du khách. Okay, our group now we arrive at Cổ Loa Citadel. Now, the first place I will bring three of you to visit the Cổ Loa Citadel Exhibition House, where the place we can discover the information the Vietnamese people under the King and the Vương have. Okay. Thank you.
can come here and take a break from the city life, and you can just come here and meditate and pray, and it's good to just be by yourself for a while and take like to recenter and balance from what we're, where we're from. So I would definitely like recommend the cycling tour, because I think it just really takes you away from the busyness of the city and really integrates you into like local rural life, and you really get to see and experience how the villagers live, because you literally cycle with them through all the villages and you come to like one of the oldest temples in the entire country. So I think that's definitely a big plus for this tour. Wow, đi xe đạp hay quá, vừa vui vừa tốt cho sức khỏe. Chắc sau chương trình này sẽ nha sẽ mua một xe đạp và xe tóc đi vòng thành phố Hồ Chí Minh, vừa tập thể dục và xuống kỹ đó. À, xuống kỹ. Thực ra thì đến lúc đó cho Hoàng Trí đi cùng với nhau, bởi vì là Hoàng Trí cũng có một chiếc xe đạp. Ok, nhưng vội một điều kiện nha. Có điều kiện luôn hả? Chắc Hoàng Trí biết điều kiện này nè, là Hoàng Trí phải chở xe nhà đúng không? Trời ơi, tại sao Hoàng Trí nhắn như vậy? Và hôm nay Hoàng Trí có thể đoán được thử thách ngày hôm nay là cái gì? Cái đó thì chịu thôi. Hi, I'm Kevin. I'm Jacob. And we're going to have Coffee Tin Challenge. All right. So, it's the Aussie vs. the Yank. Let's do it. Let's start it. Fine eggs here. Got to separate the cool, and just a little bit of this coconut milk. I like mine with a little bit of coconut flavour, so a little bit extra. It's go time. Have about 2 minutes, so set the timer. Look at the colour difference here. Yeah. With the brown versus the white sugar. Come to it? No, do it. Minh-Ngan, Minh-Ngan. Let's take it off. All right, that's a little bit over a minute now. All right. We're making progress. We're getting there. We're getting there. Yeah. Feel like I'm going to be done first. No? 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 The brown sugar takes a little bit longer, I think. Yeah, it could be. It's getting quite thick now, which is good, the consistency. Smell a little bit of egg, a little bit of coconut. That's raw. A little bit thick. How's it reckon? Does it look too thick? Yeah. Yours is definitely more brown from the sugar. It's definitely got a lot more volume to it, yeah? A lot more light, a lot more fluffy. Yeah. I'm not quite there yet. You know, I've been around at several different places in the world. I've never been to anywhere where they add egg to the coffee. Nowhere like Vietnam. I've seen fat and butter and oil, but the egg's something new, that's for sure. It should give it like a nice lighter, airy body. Yeah, almost like a milkshake, yeah. All right, you want to check it out? Yeah, you can see how it's barely kind of falling out. It's great. It's go time. Oh, yeah. It's going to put a bit of pep in your step. Oh, yeah, that's something. That every morning? Yeah. All right, cool. I think that completes our coffee tuning challenge. Sweet. All right. Well, thank you very much. Mm. And nice competing with you, sir. Yes. Yes, right. It was a pretty fair battle, I think. I think so. Good job. We call it a draw? Yeah, I'll call it a draw. Call it a draw. Bye-bye. See you next time. Trời ơi, xe nhà rất muôn thừa và nhưng nào mình làm được hay không? À, như vậy thì thôi mình chào khán giả đi rồi về tập thử nha. À, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sống ở Việt Nam cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào. Và hẹn gặp lại.